Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Số ca COVID-19 xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh tăng, đến nay đã vượt mốc 70.000. Sau một thời gian dài nỗ lực phòng dịch, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Những ngày qua, số ca COVID-19 lành bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng lên, dao động khoảng 2.000 đến 3.000 ca một ngày. Tính riêng trong khoảng 14 tháng 8, đã có 3.417 người ra viện, nâng tổng số lên 70.727 trường hợp. Cụ thể, theo VN Express, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 14 tháng 8 được xem là ngày có số người xuất viện cao thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ngày 28 tháng 7 đang giữ vị trí kỷ lục về số ca bệnh xuất viện với 4.678 trường hợp. Riêng tại bệnh viện dã chiến số 3, khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cũng đã có gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 được ra viện. Chia sẻ về điều này, bác sĩ Lý Quốc Công, trưởng khoa lâm sàng bệnh viện dã chiến số 3 bày tỏ, đây là tin mừng, động lực để nhân viên y tế tiếp tục cuộc chiến chống dịch, nỗ lực điều trị khỏi thêm nhiều bệnh nhân. Ban đầu khi mới đưa vào hoạt động, bệnh viện dã chiến số 3 là nơi thu dung ca bệnh không triệu chứng. Tuy nhiên sau một thời gian, do số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh gia tăng, nơi đây lại được chuyển đổi thành khu vực thu dung điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng. Kể từ khi hoạt động đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 5.000 người. Hiện tại, phía bệnh viện đang gấp rút hoàn thành khu vực hồi sức tích cực ICU với quy mô 70 đến 100 giường nhằm sớm đưa vào phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Không chỉ riêng bệnh viện dã chiến số 3, tại bệnh viện điều trị COVID-19 Trương Vương cũng có số lượng bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị khỏi và xuất viện. Theo giám đốc Lê Thanh Chiến, tính đến 15 tháng 8, bệnh viện đã ghi nhận khoảng 1.300 trường hợp xuất viện, 82 ca chuyển độ đưa về bệnh viện tầng dưới, hầu hết các ca không qua khỏi đều là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền nghiêm trọng. Hiện tại bệnh viện đang chuyển đổi công năng với kế hoạch 800 giường tiếp nhận người lớn và trẻ em có kèm bệnh lý cần can thiệp chuyên khoa sâu. Nếu số ca bệnh tăng nhanh, bệnh viện cũng đủ khả năng thêm 1.000 giường nữa, với hơn 150 giường trong số đó dành cho các ca nặng cần hồi sức cấp cứu. Tính từ 18 tháng 6 đến nay, nơi đây đã có hơn 2.200 F0 nhập viện điều trị, trong đó 210 trường hợp là trẻ em, 22 ca bệnh là sản phụ được hỗ trợ sinh, 11 ca sinh mổ, 11 sinh thường. Số ca nặng và cần sử dụng oxy trung bình mỗi ngày là khoảng hơn 250. Hiện tại, bệnh viện cũng đang nỗ lực hết sức để tiến hành thi công đơn vị hồi sức tích cực, đồng thời một số khoa cũng sẽ kê thêm giường bệnh, trang bị cơ sở vật chất cần thiết. Cũng theo nguồn tin trên, tính đến sáng ngày 15 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 147.000 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện tại, số F0 đang điều trị tại các cơ sở trên địa bàn thành phố là hơn 32.200 người. Trong số đó, 2.237 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.851 ca có diễn biến nặng, đang phải thở máy và 15 bệnh nhân nguy kịch cần can thiệp ECMO. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tiền trọ, lương thực cho người dân trong 2 tháng tới. Chiều ngày 15 tháng 8, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp công nhân lao động, học sinh sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực thực phẩm, không để ai thiếu đói, hỗ trợ gói an sinh xã hội bằng tiền mặt. Theo đó, thời gian được hỗ trợ là tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các địa phương tổ chức để bà con tiêm vaccine. Động thái này được đưa ra sau khi Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm một tháng. Trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về sơ kết thực hiện chỉ thị 16 diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiều giải pháp và đặt mục tiêu kiểm soát dịch đến ngày 15 tháng 9. Cũng trong sáng cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, rất nhiều người dân mang ba lô, đồ đạc, chở nhau bằng xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Trung để về quê. Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, người dân bị lực lượng chốt tại đây yêu cầu dừng xe và quay đầu vì đang thực hiện giãn cách xã hội. Lực lượng chức năng phải phát loa giải thích rõ quy định về việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân không được tự ý rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian này. Tuy nhiên, một số người dân vẫn tấp vào hai bên đường ngồi chờ cơ hội xả cửa để về quê. Tin vui, đã có gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến số 3 thành phố Hồ Chí Minh được xuất viện. Sau hơn một tháng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, đến nay bệnh viện dã chiến số 3 thành phố Hồ Chí Minh, khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh thành phố Thủ Đức đã có 3.800 trường hợp được ra viện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lý Quốc Công, trưởng khoa lâm sàng Bệnh viện dã chiến số 3 cho biết, tính từ ngày 6 tháng 7 đến nay, Bệnh viện dã chiến tiếp nhận hơn 5.000 bệnh nhân COVID-19. Đến hết ngày 14 tháng 8, khoảng 3.800 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Mỗi ngày, Bệnh viện dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi. Đây là một tin mừng,
với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế chúng tôi, là động lực để các anh chị em tiếp tục cuộc chiến chống dịch. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để chữa trị cho bệnh nhân và hy vọng con số khỏi bệnh sẽ ngày càng nhiều hơn, bác sĩ Lý Quốc Công chia sẻ. Được biết, khi bắt đầu hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 3 được Sở Y tế TP.HCM phân công chức năng làm nơi thu dung ca nhiễm không triệu chứng tầng 1. Tuy nhiên, sau một thời gian, số ca nhiễm tại TP.HCM gia tăng, bệnh viện này được nâng lên thành nơi thu dung điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và 3 có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Cũng theo bác sĩ Công, hiện tại bệnh viện đang gấp rút hoàn thiện khu vực phòng hồi sức tích cực với quy mô từ 70 đến 100 giường. Trên thực tế, tình trạng suy hô hấp đối với bệnh nhân COVID-19 xảy ra rất nhanh và họ cần thở oxy gấp. Vì vậy, việc thiết lập khu cấp cứu là rất cần thiết. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị, cứu sống bệnh nhân, bác sĩ Công chia sẻ. Chiều 14 tháng 8, đoàn công tác Bộ Y tế do tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường Y tế làm trưởng đoàn, đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch cũng như việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 3. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Bệnh viện Dã chiến số 3 về cơ bản đã đáp ứng được cơ sở vật chất, thiết bị y tế để thực hiện nhiệm vụ của tầng 2. Trên thực tế, bệnh viện làm cả nhiệm vụ của tầng 3 và đang triển khai thêm giường hồi sức tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như thiếu nhân sự, trang thiết bị y tế, thuốc, khu vực phòng hồi sức cần phân luồng và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hà cho hay, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế và đội ngũ tình nguyện viên tại Bệnh viện Dã chiến số 3 trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19. Sáng 15 tháng 8, gần 97.000 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, đã tiêm chủng hơn 13,7 triệu liều vaccine. Theo thống kê của Bộ Y tế đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 265.464 ca COVID-19, gần 97.000 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, hơn 13,7 triệu liều vaccine đã tiêm chủng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 265.464 ca COVID-19, đứng thứ 80 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 2.700 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 261.463 ca, trong đó có 94.211 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 5 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là TP.HCM 144.770 ca, Bình Dương 41.621 ca, Long An 13.885 ca, Đồng Nai 13.070 ca, Bắc Giang 5.794 ca. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 14 tháng 8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 96.985 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 579 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 18 ca. Tổng số ca tử vong do COVID tính đến ngày 14 tháng 8 là 5.437 ca, xếp thứ 69 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân 1 triệu dân có 55 người tử vong do COVID. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 150.579 xét nghiệm cho 569.731 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine, tổng số liều đã được tiêm là 13.772.920 liều. Thành phố Hồ Chí Minh lập 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC đã công bố danh sách và số điện thoại 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà ở thành phố. Theo HCDC, khi F0 có triệu chứng chuyển bệnh, có thể gọi cấp cứu 115 và tổ phản ứng nhanh tại địa phương. Trước đó, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có văn bản giao các quận huyện, thành phố, Thủ Đức ban hành quyết định thành lập tổ phản ứng nhanh tại mỗi xã, phường, thị trấn. Thành phần mỗi tổ phản ứng nhanh gồm bác sĩ, điều dưỡng của trạm y tế của phường, xã, thị trấn, các nhân viên y tế là tình nguyện viên, công an, đoàn thanh niên. Việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường, xã, thị trấn nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc khi F0 cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng. Bình Dương đã ghi nhận hơn 41.000 ca COVID-19. Tối 14 tháng 8, Sở Y tế Bình Dương thông tin trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 2.029 ca mắc mới, giảm 27,9% so với ngày 13 tháng 8. Có 612 ca được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 1.078 ca trong khu phong tỏa, 191 ca tại cơ sở y tế, 148 ca có kết quả khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời. Cùng ngày, Bình Dương có thêm 1.091 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 9.717 trường hợp được xuất viện. Thành phố Thuận An vẫn là tâm dịch của Bình Dương, ngày 14 tháng 8 tiếp tục ghi nhận thêm 939 ca, tăng 9,6%.
Hà Nội xây dựng phương án đáp ứng oxy y tế trong tình huống 40.000 người mắc COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án đáp ứng oxy y tế trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn. Phương án được đề ra nhằm bố trí bảo đảm oxy y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, đồng thời sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phương án thực hiện theo 3 giai đoạn, gồm giai đoạn đáp ứng tình huống 10.000 ca mắc, giai đoạn đáp ứng tình huống 20.000 ca và giai đoạn đáp ứng tình huống 40.000 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở phân loại người bệnh theo mức độ bệnh, sẽ phân chia các cơ sở thu dung điều trị gồm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân vừa, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch, cần điều trị hồi sức tích cực, cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 không có triệu chứng và nhẹ, có các phương án riêng. Việc điều phối oxy y tế đến các cơ sở thu dung điều trị trong từng thời điểm, căn cứ vào việc sử dụng thực tế tại các cơ sở được phân công thu dung điều trị. Đồng Nai đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 theo từng cấp độ nguy cơ. Theo kế hoạch của Sở Y tế Đồng Nai, đợt 5 tiêm vaccine phòng COVID-19 trong tỉnh bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 đến 30 tháng 8. Tuy nhiên, địa phương đơn vị nào đã chuẩn bị tốt có thể tiến hành tiêm sớm và hoàn thành sớm nhất có thể. Lưu ý vấn đề an toàn tiêm chủng. Tổng số vaccine để tiêm trong đợt 5 là 73.000 liều AstraZeneca, 84.000 liều Moderna. Theo đó, những nhóm đối tượng sẽ được tiêm vaccine đợt 5 của tỉnh Đồng Nai gồm người từ 79 tuổi trở lên, thương binh, lực lượng tuyến đầu chống dịch, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, tiêm nhắc mũi 2 và tiêm bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong hệ thống chính trị, các chức sắc tôn giáo, công nhân cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, áp dụng 3 tại chỗ, từ 500 người trở lên và dự phòng hao hụt.